Thưa quý vị, những con số đầu tiên chúng tôi muốn đề cập chính là tình hình kinh tế chung của Việt Nam 4 tháng qua. Theo ghi nhận, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 15,4%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ đô la Mỹ tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký tăng thêm và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 9,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023 những con số này có thể nói là hết sức tích cực. Về hoạt động của doanh nghiệp, theo thống kê 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 51,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 508 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 9,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó cũng có 29,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã khởi sắc hơn, là cơ sở để nhà đầu tư bỏ vốn thành lập doanh nghiệp mới hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp quay trở lại thị trường đón cơ hội phục hồi và phát triển.